kinh hoàng, một phiên thổi bay biết bao nhiêu thành quả của anh chị nhờ từ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cũng như là một trong những cái phiên sập rất mạnh của thị trường trong khoảng 4 5 tháng vừa rồi. Đây cũng là một trong những cái phiên sập mạnh nhất mà mình chứng kiến khi thị trường chúng ta bước vào một trong những cái giai đoạn nó tương đối khó chơi. Chỉ có một phiên thôi, thị trường từ tiếp cận 1.300 về còn có tiếp cận 1.200, bay khoảng 60 điểm về mốc 1.216, giảm 59.99 điểm. Đặc biệt là hôm nay anh chị nào mà FOMO phiên sáng hay phiên chiều toàn đi về 10% tài khoản là bình thường, đúng không? Thế thì đối với những cái bất động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì? Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích. Hôm nay anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng 1.271 tỷ, đúng không? Tự doanh thì hôm nay không biết mua bán giao dịch thế nào, ta sẽ chờ vào ngày mai. Thế thì đối với những cái bất động này của thị trường chúng ta sẽ phải phân tích những vấn đề nào? Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích. Ok. Thông thường Nam hay nói với anh chị một câu là chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về thị trường. Thì ở đây cũng nói thẳng với anh chị nhà đầu tư luôn là thị trường này không có gì để phân tích hết. Tại sao phải đi phân tích trong một cái ngày mà thị trường chúng ta giảm bao nhiêu điểm đây? 5%. Mọi thứ nó đã quá rõ ràng, mọi thứ nó đã quá xấu, mọi thứ nó đã quá cái sức tưởng tượng của rất nhiều anh chị nhà đầu tư. Thứ nhất là những anh chị nào mà muốn nghe video này thêm một trạng thái bơm oxy ấy, Nam nghĩ là anh chị không nên nghe tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này thị trường như thế này sao bơm oxy? Động lực đâu để mình nói những cái vấn đề tốt đẹp cho anh chị nhà đầu tư nào? Đúng không? Làm sao nói thị trường như thế này là tốt đẹp trong khi các cổ phiếu nó bán sàn. Bây giờ dư sàn, có một số con thì có dư mua, còn đa phần những con dư sàn đâu có bán đâu. Làm sao mà cái bơm oxy được? Vì thế anh chị nào kiếm oxy mà kiếm kênh khác. Kênh này chắc chắn không có oxy cho anh chị nhà đầu tư cách đây cả tuần rồi. Đó là cái thứ nhất, mình chia sẻ. Thứ hai nữa là mình nói với anh chị nhà đầu tư cái gì? Mình bảo là thị trường này ai thấy cái yếu tố cơ hội thì chúng ta lao vào chúng ta mua Fumazin, còn bản thân mình thấy rủi ro thì mình và anh chị nhà đầu tư khách hàng bên mình hạ tỷ trọng đi khá nhiều trong khoảng thời gian vừa qua, và đặc biệt hôm nay mình có hạ thêm trước khi thị trường nó rơi. Chúng ta lưu ý trước khi thị trường mở biên đời là bên mình đã phải hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu rồi và liên tục cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư về các yếu tố rủi ro. Cái thứ ba, anh chị nhìn lại đi, thị trường của chúng ta trong giai đoạn vừa qua nó đánh tất cả các tin xấu đều không rơi. Vì thế trong một cái phiên như thế này về tâm lý nhé, là anh chị nhà đầu tư sẽ bị thụ động. Vì sao bị thụ động? Bởi vì cái đầu tiên á, là anh chị sẽ nghĩ là chiều thị trường nó sẽ hồi như những trong giai đoạn trước đó. Cái thứ hai là hôm nay không hề có tin xấu, không hề có tin xấu, nó chỉ có thị trường thế giới rồi như này như kia, nhưng mà anh chị sẽ nghĩ là ừ hôm trước Dow Jones nó rơi 500 thị trường có rớt đâu, thì bây giờ có ai đâu mà sợ. Đó là một trong những cái áp lực nhỏ thôi, nhưng mà thị trường trước đó chứng kiến rất nhiều cái yếu tố áp lực, nhưng mà nó không rơi thì hôm nay anh chị sẽ bị ở trong trạng thái chủ động thụ động. Thụ động là vì sao? Thứ nhất là chúng ta sẽ hay kê dưới, chúng ta mua lại chiều nó hồi lên chúng ta ăn. Rất là đơn giản về cái việc mà chúng ta kiếm lời trong thị trường trong giai đoạn này. Thứ hai nữa là chúng ta mất đi cái yếu tố phòng thủ. Cái thứ ba nữa là khi mọi thứ rõ ràng, đặc biệt là vàng ATC, là anh chị sẽ mất cái niềm tin và hy vọng và bắt đầu đang hoảng loạn. Ở trong trạng thái này Nam gọi là yếu tố hoảng loạn rồi. Mà hoảng loạn ở thời điểm này thì mọi thứ đã 700 và đa phần ta sẽ không xử lý cổ phiếu nữa. Nên đối với quan điểm mình là những cái phiên giao dịch như thế này mình sẽ không đi phân tích. Có ở đâu mà phân tích? Hôm nay mình chỉ nói với anh chị nhà đầu tư một số cái yếu tố vấn đề đơn giản về thị trường thôi. Hôm trước mình có nói với anh chị nhà đầu tư là thị trường này mình view rất là xấu, nên mình sẽ không có phân tích về các góc nhìn của mình về nó sẽ về tới đâu. Thậm chí góc nhìn của mình bây giờ nó còn xấu hơn cái mốc giá 1.216 ở thời điểm hiện tại nữa, bởi vì nó có rất là nhiều cái yếu tố vấn đề. Mà bây giờ đợt trước mà anh chị đang cầm hàng view xấu mà trên cái yếu tố cộng đồng thì làm sao mà mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư được, đúng không? Nó gặp nhiều cái yếu tố rủi ro cho chính bản thân mình như chính bản thân anh chị. Mình chỉ nói với anh chị nhà đầu tư về quan điểm và hành động của mình là thị trường, phân tích trực quan là anh chị thấy thị trường có dòng tiền không. Xin thưa với anh chị nhà đầu tư, thị trường không hề có dòng tiền, đúng không? Hôm trước là những cái bẫy của anh chị nhà đầu tư nè. Thật ra anh chị chỉ cần coi lại kênh YouTube của mình đó. Cách đây mấy ngày mình có nói với anh chị nhà đầu tư một số cái sai lầm trong thị trường đu cá là anh chị nhận định bị sai. Một là chúng ta lầm tưởng là bull trap chính là một cái tích cung và một cái buy vote, đúng không? Là một cái điểm mua. Thứ hai là một cái nền giá trong một cái thời điểm mà thị trường chúng ta đã đi lên quá cao, sau đó thị trường đi xuống và kịp và thanh khoản, chúng ta sẽ nghĩ đó là nền giá tích lũy. Không phải đâu, đó là những cái thời điểm mà thị trường chúng ta đang thiếu đi những cái lực cầu và tổ chức người ta liên tục tìm cách làm sao lôi kéo lực cầu đi vào, nhưng nó sẽ không chống chịu được cái yếu tố nó quá lâu đâu, đến một thời điểm nó cũng sẽ xả thôi. Chúng ta lưu ý nha, nè anh chị thấy trong những thời điểm này thị trường chúng ta đi lên thanh khoản bắt đầu duy trì, bởi vì khi mà thanh khoản thấp trong một quá trình thị trường tăng giá đó là duy trì về đà tăng và không xuất hiện được lực cung, nó toàn bộ là những cái yếu tố lực cầu, giờ nên cái việc thị trường chúng ta tăng giá đều dài và bền. Còn trong giai đoạn này thị trường chúng ta quay vào với volume rất to và có những cây volume bán rất lớn. Anh chị thấy những cái cây này nó bán to, bán rất to. Đây là những cây ra hàng 1, 2, 3 của thị trường rồi.
Đây là những cái thời điểm kéo ráng. Hôm trước Nam làm một cái video nội bộ nói với anh chị nhà đầu tư là khi thị trường ta mở cái gap là tăng lên, đó là một giai đoạn lừa đảo của thị trường, cực kỳ lừa đảo. Vì thế mình phải vào một giai đoạn đuôi cá, chúng ta phải ăn nhanh, chúng ta ra nhanh, không chúng ta mắc xương ngay. Cái thứ ba đó là khi thị trường ta xuống nè, tạo một cái nền giá tích lũy. Đây là thông thường là vào một cái nền giá tích lũy, đúng không? Mình nền giá tích lũy kịp về khối lượng như thế này, nhiều anh chị lầm tưởng nó sẽ chạy đúc bỏ rơi nhà đầu tư, sau đó đánh một cây thứ sáu vừa rồi mà anh chị nhìn kỹ nha, soi xét tất cả mã cổ phiếu, nó chỉ đánh cục bộ một số mã cổ phiếu thu hút dòng tiền đi vào, nhưng mà dòng tiền vẫn không thể nổ lên được, làm cho tổ chức người ta ở trong trạng thái gì, cố gắng tối đa hết sức có thể kéo cầu vào nhưng nó kéo không thành công, dẫn đến là trong ngày hôm nay bắt buộc là nó phải xả. Anh chị nhà đầu tư lại rơi vào một cái tâm lý và quán tính, đó là ngày hôm qua thì chúng ta còn ngon như vậy, tại sao hôm nay lại chết ngang như thế? Mà nó nói với anh chị nhà đầu tư nè, cái nghiệt nhất trong các vấn đề đầu tư là chúng ta không có yếu tố phòng thủ. Anh chị kể cả chiến tranh người ta cũng có hệ thống phòng thủ chứ. Vậy mà anh chị đầu tư trên thị trường anh chị không hề có hệ thống phòng thủ. Lúc này chúng ta chỉ muốn ăn, kiếm tiền, nhân đôi, nhân ba, chạy rút. Và anh chị thấy hậu quả rồi đó. Rất là khó. Ví dụ như anh chị thấy nha, cả mấy tháng vừa qua thị trường ta không hề có một cái pha nào rơi như thế này, đúng không? Mấy tháng vừa qua anh chị không hề thấy. Nhưng mà hiện tại tức là trong quá trình đầu tư, quan điểm mình nha, ăn thì mình không biết, nhưng mà thông thường phải tìm được những cái điểm này nè mới cần broker. Bởi vì broker những người hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư thoát ra ở những cái thời điểm trước khi cái cây này nó xảy ra. Bởi vì nếu nó xảy ra rồi thì bây giờ mọi thứ nó sẽ cuốn tay cuốn chân. Vì trong giai đoạn trước đó chúng ta rất tự tin về thị trường. Cái thứ hai là nhận định về siêu kiếm tiền, siêu cơ hội và những cái thời điểm chạy rút. Cái thứ ba là vào trạng thái này bắt đầu thay đổi quan điểm cực khó, dẫn đến cái việc là cái yếu tố vấn đề về thị trường ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá cực kỳ chua. Mà bây giờ thì Nam nói với anh chị nhà đầu tư khi nó phủ định một cái cây như thế này, tức là toàn bộ cái vùng từ 1250 trở lên là giai đoạn phân phối của thị trường. Còn mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi, góc nhìn của mình đã thấy dòng tiền nó ra, dòng tiền không xuất hiện, dòng tiền mất hút. Thì đây là những cái thời điểm mà cổ phiếu là các tổ chức người ta liên tục xoay tua cái dòng các ngành nghề, nó phân phối, nó hạ tỷ trọng, nó đủ thứ cổ phiếu rồi. Còn đa phần hay còn gọi là giai đoạn người ta gọi là rút củi đáy nồi, thì còn lại nhà đầu tư ở trên những cái vùng giá rất cao. Và anh chị sẽ thấy giờ là anh chị sẽ cảm nhận rõ nét nhất và cái yếu tố hành động cũng như là cái yếu tố vấn đề trên chính cái tài khoản của mình. Mà anh chị biết là sau một cái cây này nè, rất là khó nói. Ví dụ như nha, đây đang nói ví dụ một thời điểm tích cực của thị trường, đây là giai đoạn tích cực nha, là nó bán một cây này 4,5%, cây này bán nặng hơn nha, cây này bán tới 4,7 lắm, cây này bán 4,5% thì nó phải mất cả vài tuần nó mới kéo lên được cái đỉnh này. Đây là cái thời điểm thị trường nó tích cực. Còn thị trường bây giờ tích cực hay không thì mình không biết, nhưng sau cây này thị trường chúng ta tỷ lệ mà nó móc lên trên đây ngay cực khó, cùng lắm nó chỉ đi ngang ở đây rồi lượng cung ở đây nó sẽ dí tiếp. Và cái nguyên tắc trong cái giai đoạn này rất đơn giản, đó làm sao những tất cả những adu từ 1250 trở lên, 1290.300 nè, hồ uptrend nè, hồ chạy nước rút nè, hồ siêu kiếm tiền nè, hồ làm sao mà ăn được nhiều nhất trên thị trường. Mà năm đó anh chị nhà đầu tư, thị trường làm gì có dễ ăn tới như vậy. Cơ hội nó chỉ đến cho những ai mà họ có tiền trong giai đoạn này thu gom lên trên này, nó đã ăn rất nhiều, nó thoát ra hết rồi. Chỉ có anh chị nhà đầu tư nằm lại ở cái vùng giá cao, đặc biệt là anh chị nhà đầu tư chúng ta đi tỷ trọng với cái khối lượng rất to, chỉ còn một phiên như thế này nó xóa tan tất cả các thành quả của anh chị là một. Thực ra xóa tan thành quả mà nó nói nó còn khi mà lỗ nặng, lỗ rất sâu trong ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay ai mua nữa cũng chết nữa, ai mua cũng chết nữa, đúng không? Vì thế khi thị trường rớt xuống nói bây giờ nó không hay. Bởi vì mình là một trong những người, nói thật với anh chị nhà đầu tư lên trên cái YouTube này, mình là một trong số ít người nói là thị trường này mình không tham gia và mình đứng ngoài, bởi vì nó không đánh đúng theo hệ thống của mình. Và nói thẳng với anh chị nhà đầu tư là thị trường này thị trường lừa anh chị nhà đầu tư. Và em tin chắc là có rất nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta đã cảm nhận được cái yếu tố rủi ro của thị trường rồi, chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta muốn bán cổ phiếu đi rồi, chúng ta cũng muốn quản trị rủi ro đi rồi, nhưng mà vì một cái gì đó anh chị đã thiếu cái yếu tố quyết liệt, vẫn nghe về những cái nhịp kiếm tiền, những cái nhịp nứt rút, những cái nhịp phải ăn nhân đôi nhân ba. Và những thời điểm đó anh chị nhà đầu tư khinh thường thị trường, chúng ta không quản trị rủi ro. Bây giờ xảy ra như thế này là cực kỳ khó, tức là chúng ta đang trong trạng thái bị bốc lửa. Bốc lửa mà chữa cháy như thế nào là cực chua. Giờ làm sao mà chữa cháy được? Tức là chúng ta thiếu đi cái yếu tố quyết liệt, mà trong khi chính bản thân chúng ta đã là những người đã muốn bán cổ phiếu đi rồi. Tức là anh chị thấy là trong cái giai đoạn này thị trường chúng ta luôn luôn cho chúng ta cơ hội bán hạn cổ phiếu ra, chỉ là chúng ta không làm và chúng ta đang nghĩ, chúng ta đang nghe, chúng ta đang xử lý như thế nào đó theo một cái hướng nào đó, và dẫn tới tự nhiên chúng ta bị mất đi cái yếu tố quyết định của mình, cái yếu tố quyết liệt, cho nên chúng ta không xử lý được cổ phiếu. Và chúng ta quyết định chúng ta mua thêm để chúng ta ăn nó nhiều hơn, chúng ta trung bình giá hơn, và chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền, và chúng ta quên mất các yếu tố phòng thủ trên thị trường. Và anh chị thấy kết quả bây giờ là cực chua, cực khó phân tích và xử lý. Giống như mình bây giờ không thể nào lên bơm oxy cho anh chị nhà đầu tư được, bởi vì bản thân mình thấy thị trường xấu lắm, giờ không thể chia sẻ được góc nhìn nó về đâu được.
Bây giờ mình chỉ quan tâm là cung cầu nó ở đâu, cái lực cầu ở thời điểm nào mà nó vào á thì mình vào được. Bây giờ cầu nó vào chưa, bây giờ nó dư sàn như là có ai mua đâu mà vào. Ta lưu ý bây giờ anh chỉ hỏi mình thị trường về đâu, sao em biết được? Em phải kiểm chứng, em phải nhìn trên thị trường thì nó ở đâu. Chứ thị trường mà sao mà chúng ta cứ nhắm mắt bịt tai, không nghe không thấy, rồi làm sao? Rồi tăng hoang chứ sao? Chúng ta phải đi phân tích, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải đưa ra những cái yếu tố về mặt quản trị rủi ro cho chính bản thân mình là một người đi đầu tư. Thứ hai là hệ thống khách hàng của mình. Anh em cho anh chị nhà đầu tư coi nè, cho anh chị nhà đầu tư xem. Chắc không ai broker như mình đâu. Ngày 4 tháng 4 khách hàng mình kêu là anh tính toán mà nghỉ một nhịp. Mình nói với anh ấy luôn là em hợp lý, em đồng ý là anh trận này nên thu quân vì nó rất xương. Nào vòng mới thì em hướng dẫn đánh tỷ lệ chiến thắng cao, vòng này khó mời anh nghỉ. Anh chị thấy ai broker như mình không? Bởi vì mình là cái người đi làm phải có KPI, phải có cái yếu tố giao dịch thì mình mới có phát triển ở công ty. Nhưng mà mình nói khách hàng của mình anh chị thu quân đi, vì quan điểm mình là thị trường này xương, không cố gắng hướng dẫn anh chị vào mua bất kể một mã cổ phiếu nào, khó mời anh chị đi ra không chơi. Mình là broker, mình đâu phải là ai đi làm cơm ăn có tiền. Mình rất thích anh chị giao dịch mình ăn phí chứ, nhưng mà mình không có hướng theo cái hướng đó. Phải bảo vệ được tiền của anh chị nhà đầu tư cũng giống như bảo vệ tiền của chính mình, đúng không? Anh chị coi nè, ngày 10 tháng 4 cách đây 5 ngày anh này hỏi là có nên mua cổ phiếu không. Mình kêu là em nghĩ anh nên để tiền đi chờ ổn rồi mua, không ráng cái vùng này mình thấy rất khó. Bây giờ anh cũng ok, không lăng tăng và không xuống tiền. Hệ thống bên mình và anh tin chắc là tất cả những ai là khách hàng của mình, những cái ngày qua hỏi mình mua hay không, mình đều trả lời là em xin thưa với anh chị là không mua giùm em. Và anh tin chắc tất cả những anh chị nhà đầu tư đang giữ được tiền và giữ và đang chuẩn bị cho một cái vòng mới. Vì thế là trong vấn đề đầu tư á, cái khó nhất là cái yếu tố quyết liệt. Mà anh chị nhà đầu tư đã có yếu tố quyết liệt nè, anh chị thấy trong cả một cái nhịp này nó đều hoàn thành những cái nhịp đóng lên cho anh chị chúng ta ra hàng, nó đều trừ đường lui cho anh chị nhà đầu tư, chỉ là chúng ta không trừ đường lui cho chính bản thân chúng ta. Vì thế nếu mà anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn vừa rồi đã thiếu các yếu tố quyết liệt giao dịch, quyết liệt trong giao dịch, thì mời anh chị về hệ thống bên mình quyết liệt lên, anh chị chuyển đổi về hệ thống bên mình luôn. Hướng mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư xử lý cái vòng sau. Cái vòng sau là khi mà nó vào một cái nhịp kềnh hút sát phía sau á, anh chị nhà đầu tư sẽ có một cơ hội để đầu tiên là chúng ta về bờ. Thứ hai là anh chị nào còn tiền thì đó là một trong những cái giai đoạn anh chị kiếm 15-20% rất nhanh. Giống như mình bây giờ mình đang cầm rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền luôn. Và mình đã chờ đợi cái cơ hội, phải chờ được cái cơ hội nó tới. Mình không mong muốn là thị trường nó như thế này, mình chỉ cần thị trường cân bằng thôi. Nhưng mà thị trường nó diễn biến như thế này thì mình phải đưa ra những cái kịch bản cho những cái giai đoạn phía sau. Mà kịch bản đó là hoàn toàn phụ thuộc vào những phiên giao dịch sắp tới của thị trường, đúng không? Cách đây mấy ngày năm đó với anh chị nhà đầu tư lên một cái video về sai lầm của anh chị nhà đầu tư trong thị trường đu cá. Và sai lầm nặng nhất năm đó với anh chị nhà đầu tư vẫn là nhận định về cái yếu tố này: bull trap thì lại là tết cung. Bull trap thì gọi là tết cung, bull cây là bull trap hạng nặng luôn, gọi là tết cung. Dòng tiền tổ chức nè, đánh giá dòng tiền nó đánh vào kháng cự cái dòng tiền tổ chức. Sao cây này nó xả vậy? Kỳ đấy, anh chị nhìn Novaland lấy ví dụ luôn, anh chị thấy bùng nổ nè. Ngay kháng cự trong thời điểm thị trường yếu là tại sao dòng tiền tổ chức mua 100 triệu ở đây mà xuống đây nó chết? Dòng tiền tổ chức nào nó bị khùng vậy anh chị? Có dòng tiền tổ chức nào vậy chứ? Chỉ có anh chị nhà đầu tư tự đu vào. Anh chị nhìn nè, MB nè. Đánh test đỉnh như thế này đúng không? Nó quay lên test cái nền trên, dòng tiền tổ chức nào ở đây? Nó bán ầm ở đây mà dòng tiền tổ chức đâu? Ta có sẽ tích công bằng. Quán lên test đỉnh nè, đúng được một cây. Không có cây số 2 luôn, quay xuống mất hết. Vì thế trong một cái giai đoạn mà thị trường nó sương và nó khó, thời điểm mình nói với anh chị nhà đầu tư là gì? Anh chị nghỉ ngơi, anh chị đi du lịch đi. Giống như mình nghỉ ngơi quá nhiều, giờ mình chờ đợi thôi. Mình không biết là khi nào mình sẽ vào. Quan trọng nhất là khi nào cầu dòng tiền tổ chức nó vào thì mình mới vào. Còn năm đó với anh chị nhà đầu tư tuần này là cực kỳ nhiều tin biến động. Anh chị cứ chờ đợi đi. Còn ở đây trên YouTube thì mình không có chia sẻ nhiều được. Bởi vì khi mà thị trường tốt thì mình chia sẻ nó nhiều cái tích cực anh chị ăn được hay không thì tùy. Nhưng bây giờ chia sẻ các yếu tố tiêu cực á, là anh chị nhà đầu tư sẽ vào trạng thái gọi là hoảng loạn ngay. Mà mình thì không muốn chia sẻ những cái đó trên cái yếu tố cộng đồng. Mình chỉ nói về những cái yếu tố rủi ro, cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư giữ tiền cho chính bản thân anh chị, cho chính gia đình anh chị, cho chính bản thân, cái niềm tin trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta còn phải hiểu là thị trường này là một thị trường anh chị có thể kiếm tiền được. Và quan trọng nhất trong một cái quá trình mà anh chị kiếm tiền là anh chị phải thoát ra được những cái thời điểm như thế này. Chứ còn mà anh chị ta giữ hết như thế này, nó đánh một cây như thế này lỡ mà nó xuống dưới đây thì sao? Thì toàn bộ cái quá trình chúng ta đánh trong giai đoạn này đều thua. Còn nếu sử dụng margin là còn thua nặng, thậm chí cháy. Ví dụ như mình nha, nam nói với anh chị nhà đầu tư nè, ví dụ mình bán ra ở đây rồi mình chờ xuống đây mình mua, có thể là đợt đó mình nam nó may mắn. Nhưng mà tại sao lần thứ hai mình vẫn có thể làm được? Đó là hệ thống. Và mình luôn luôn tin tưởng cái hệ thống của mình, và mình không có nhu cầu cãi nhau với nó. Và Nam nói thẳng với anh chị nhà đầu tư, khi dòng tiền nó không có thì mình không chơi.
vậy thôi, mình giữ tiền, tiền mình kiếm được, anh phải chị phải biết trân trọng, chị phải biết bảo quản. Vì thế nếu anh chị nào mà thiếu cái tính chất quyết liệt, xin mời xuống dưới video này, nó có cái phần mô tả, có số mấy bé trợ lý của mình ở phía dưới video này, anh chị liên hệ với các bé trợ lý của mình, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm để chúng ta đánh vòng sau. Bởi vì lúc nào thị trường ta rất sâu, chiết khấu đủ lớn, nhà đầu tư cắt lỗ đủ mạnh, lực cầu nó vào nó sẽ đánh dễ chiết khấu, mà đánh chiết khấu như thế ăn mới nhanh, ăn mới nhiều và tỷ lệ về bờ cực nhanh. Quan trọng nhất là thời điểm đó anh chị làm gì, anh chị có tiền để anh chị bắt, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai tìm được thời điểm phù hợp. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là thậm chí ví dụ rủ mạnh nó hoàn toàn vào một cái trend mới, chúng ta có thể buy and hold luôn, lúc nào thị trường nó cũng như thế. Thế thôi, hôm nay em nói với anh chị nhà đầu tư trong nhóm khách hàng mình này, sáng nay mình nói với anh chị nhà đầu tư này, cuối tuần qua thị trường ta đón rất nhiều cái yếu tố áp lực từ thị trường thế giới, từ chiến tranh tới áp lực từ các thị trường tài chính lớn. Điều này đôi phần ảnh hưởng tới sức cầu của thị trường và sự e dè. Về thực tế thị trường lúc này đang thiếu bóng dòng tiền, nên thành ra việc giao dịch trong các giai đoạn này là khá khó. Việc giao dịch sôi động của thị trường kém và không lan tỏa, chỉ cục bộ một số mã cổ phiếu như mình đánh giá, kéo cổ phiếu mang yếu tố trọng yếu chủ yếu là để ăn long phái sinh trong ngày thứ sáu, còn dòng tiền thì nó sẽ không lan tỏa đều. Ở các vùng giá như này mà dòng tiền duy trì thấp thì chỉ một số cổ phiếu đơn lẻ và rất khó chọn và không biết đúng sai nhiều. Mình vẫn duy trì với anh chị nhà đầu tư một cái quan điểm nhất quán, đó là tiếp tục quan sát. Và cái mốc 1250 nó đã có 3-4 lần không thủng, vì thế nếu mà cái lần tới nó mà thị trường thủng nó sẽ cực kỳ áp lực, nên là tinh thần là nếu có áp lực lớn thì mình sẽ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư tiếp tục thu gọn thị trọng. Anh chị thấy 1:44 nè, mình có nói với anh chị nhà đầu tư là mình xin nhắc lại một lần nữa về các quan điểm của hệ thống. Ở các vùng giá này mà dòng tiền thiếu bóng nặng như thời điểm hiện tại thì nếu có biến mình sẽ tiếp tục hạ thị trọng. Tại sao phải nhắc lại? Để anh chị nhà đầu tư hạn chế FOMO ở bắc đáy. Hiện tại có khá nhiều mã cổ phiếu thì nó nằm trong vùng quản trị nên vẫn cầm, nhưng mà mình vẫn ưu tiên khả dụng để mình xử lý danh mục, nên chúng ta lưu ý và bắt đầu mình hạ thị trọng cổ phiếu đi. Thế thôi, anh chị nhìn 1:44 là nó nằm đây nè, chưa bắt đầu về pha rơi đây, lúc này thị trường còn 1270. Mình đã nói rồi, sau đó 1 phút là mình bán cổ phiếu quanh cái vùng 1270. Nó tục một cái về 1216 luôn. Chỉ còn một cái nhận định này, nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta hạ tỷ trọng cổ phiếu đi, anh chị đã có một cái khoản rất là ok trong cái chu kỳ sau. Thí dụ như ngày mai nha, rớt sâu nè, có thể hồi hít ở đây nè, cả 10-20 điểm nha, nó không phải không đáng gì đâu. Ví dụ cổ phiếu giảm 700 nó hoàn toàn có thể hồi 1-2%, nhưng nó không tạo ra bất cứ một cái yếu tố nào cho anh chị chúng ta tham gia cả, bởi vì thị trường mình là thị trường T3. Nên thành ra đối với mình trong một cái nhịp rơi như thế nào mình sẽ tiếp tục chờ. Thế thôi, còn hôm nay thì mình không có nói gì nhiều với anh chị nhà đầu tư được. Làm sao bây giờ nó mọi thứ nó xảy ra nó như thế này rồi phân tích gì nữa. Nhìn qua mặt bằng cổ phiếu nè, con này cũng cắm cây nhang như thế này nè. Phân tích gì giờ anh chị? Có gì đâu mà đi phân tích. À, con này banh là còn đỡ nhất, mình thích banh là đỡ. Trong giai đoạn này ông nào mà đánh trung bình giá xuống nào đó anh chị nhà đầu tư đi nữa. Mình nói là anh chị cầm banh là mình thấy là cũng đỡ, cầm nhiều con cổ phiếu là mình nói là đi luôn. Đích này thấy không? DXG này thấy không? Vùng 20 này hồi lên không bán đi. Tục một cây xuống về cái nền dưới này. Ăn uống gì đâu bất động sản. Khó đích này thấy không? Rớt khỏi nền này ai cầm con này là khả năng cũng đỡ. Tức là khả năng hòa. Chứ con mà ăn thì bây giờ hơi chua. Bán cái này thì còn được, cái rớt này thua. Sell này thấy không? Ăn uống gì đâu. Thị trường uptrend đánh thằng thua thấy không? Đi hết. Nam Long, Nam Lít đi luôn. Cổ khỏe nè, thị trường ok nè, chứng khoán này SSI nè, anh chị thấy chưa, thị trường đi xuống nè, đang tạo cái vùng đảo Island Reversal ở đây gì nữa. Chẳng qua anh chị nhà đầu tư cứ cố chấp là nghĩ nó ngon thôi, nhưng thực ra đâu ngon đâu. Nam là nói về cái yếu tố rủi ro này rồi, cái nền giá như thế này nè không đáng tin cậy để anh chị tham gia đâu. HCM nè, thấy chưa, VD nè, thấy không, VCI nè, bỏ tay VFTS. Nói chung là mình nhìn con này sáng ai đu giá này trong phiên lỗ luôn 10% là quá kinh, đánh quá trời nhiều cái yếu tố bull trap thôi. Nói chung thị trường coi sơ sơ vậy chứ không biết phân tích gì đâu. Dầu khí này anh chị thấy không, BVD mình đã nói cạn trước rồi, hạn chế này, BVS là 44 à, định trước này thấy không. Thôi nói chung không phân tích được, thị trường nhìn rác quá khó, anh chị xử lý vòng sau thôi. Mình không nói tới cái kịch bản là cái giao dịch trong giai đoạn này mọi thứ xử lý nó bằng thừa, như mình cầm nhiều tiền full 80% tiền, không có chờ đợi mình nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau khoảng vài tháng mình đầu tư và chờ đợi một cái vòng mới ha. Ok thế thôi. Ok thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều, chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ, một sự phục hồi trở lại của thị trường vào ngày mai. Hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.